có ai mà ăn rồi suốt ngày đi can chó với mèo quánh nhau như tôi không? Chuyện là thằng Sò với thằng Cốc Di nhà tôi va với nhau. Bình thường thì tôi có thể bênh thằng Cốc Di được nha, nhưng lần này là ngoại lệ, không thể nào mà bênh được nó nữa. Thằng Bông đang chơi các thằng Sòi tầm một cánh tay á, thì tự nhiên thằng Cốc Di chạy tới hù rồi dí nó chạy xù cả lông đít. Thằng Sòi thấy em mình bị bắt nạt thì ngứa mắt đó mọi người, lao tới tán thẳng mặt thằng Cốc Di 5-6 cái. Sau đó thì trên mõm thằng Cốc Di bắt đầu xuất hiện 5 cái lỗ, dưới vàng miệng 3 lỗ, siro cứ thi nhau tứa ra như suối vậy đó. Vạch tay anh Sòi ra oánh cho chừa cái tật hổ báo, thì phát hiện là con mẹ quên cắt tỉa móng cho ảnh, nên hôm nay thằng Cốc Di mới lãnh hậu quả nặng như vậy. Cảm thấy rất có lỗi, cho nên là ngay hôm sau tôi kêu người đem đồ nghề ra xử lý gấp cái bộ neo sẵn tỉa tót lông lá cho anh Sòi luôn. Thực ra đồ nghề thì trong nhà có sẵn rồi, đó là bộ tông đơ tích hợp cạo tỉa lông kèm mày móng của One Ion N12. Bắt đầu vô mành á, là phải xin phép cắt ngắn cái bộ neo cho nó liền, để lỡ có không làm vừa ý anh Sòi á thì đỡ phải bị ăn vả xịt siro, tại thằng này tính nó cọc lắm mọi người ơi. Sau đó là lấy cái đầu mài móng ra để mài cho nó láng cái đầu móng. Mọi người á, ai mà đang nuôi mèo á, tậu mấy cái bộ toner tích hợp cạo tỉa như này về mà xài, thế tiện vô cùng luôn á. Mọi người á, có để ý dưới cái đệm 4 bàn chân của mèo, nếu mình không tỉa gọn phần lông dài nó chìa ra, thì mèo đi dễ bị trơn trượt, độ ma sát khi mèo đi hoặc chạy nhảy sẽ bị giảm đáng kể. Vậy nên á, cái việc cắt tỉa lông đệm bàn chân và khóe chân của mèo, dòm vậy chứ quan trọng lắm đó nha. Mọi người nuôi mèo nhớ chú ý một chút. Bộ tông đơ One Ion N12 này á, có 4 đầu rất là đa năng luôn. Một đầu tiêu chuẩn dùng để cạo lông, một đầu để tỉa vùng lông tam giác vàng, một đầu chuyên cắt tỉa lông chân và kẽ chân siêu dễ, và cuối cùng là đầu mài móng. Nhà mình có tận 15 em mèo lớn, việc làm neo và lông cho mấy em cũng trở nên gọn lẹ, tại một lần sạc là xài được tới gần 2 tiếng luôn. Nhưng mà máy này mình vẫn chưa ưng lắm, tại vì á, nếu mà làm cho bọn lông ngắn á, thì ok, chấm 8 trên 10 nha. Chưa cho bọn lông dài á, kiểu lông nó dai hơn hay sao á mọi người, nên mình chỉ chấm được 6 trên 10 thôi. Làm neo với tỉa lông xong á, anh mày đặt dỗi xuống là anh vạ đòi một đĩa pate, và sau đó anh ta ôm gấu bông đi ngủ. Mọi người nhìn cái mặt nó ngủ thấy ghét không? Mọi người á, thấy chân tay nó tỉa xong á, nhìn cưng ha, nhìn măng cụt nó tròn xe à. Trời ơi, cái lông chân lông tay á, gọn gàng. Tay chân này mà có lỡ đi quánh nhau á, thì cũng không làm ai bị thương được hết á.